này thì... Ôi trời ơi. Anh làm cái gì thế? Thầy em ở nhà đây. Làm cái gì? Đã dặn rồi. Cọc 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 là phải mở ra cho người ta vào. Thì lúc nãy người ta cũng cọc 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 rồi đấy thôi. Nhưng mà bởi vì thầy ở trong nhà, em chưa chạy ra được. Thầy ở nhà thì làm sao? Thầy nghe thầy á. Thầy cầm ma tong, thầy khua một cái là chết cả hai đứa chúng mình ấy. Thầy khua thì tôi khoáng sợ lý. Hẹn với nhau rồi thì phải đúng giờ. Mà có phải người ta hẹn ở nhà đâu. Người ta hẹn ở ngoài bãi dưới cơ mà. Đi vào đây làm gì? À này nhá. Bãi dưới cạnh suối đúng không? Tại sao thằng Bơm đứng ở đấy? Em làm sao mà biết được? Đừng có mà giấu nhá. Tôi biết rồi nhá. Nó để ý đến Xoan đúng không? Đây là việc của anh ý chứ. Em có để ý đến anh ấy đâu. Rồi. May mà thằng này tỉnh nhá. Xong rồi. Xong cái gì? Xuống suối. Ai xuống suối cơ? Thằng Bơm. Xuống suối bắt cá. Xuống suối vàng ấy. Anh làm cái gì anh Bơm rồi? Đẩy xuống suối. Anh lúc nào cũng thế. Có cục xúc cơ. Bởi vì nhá, đứa nào mà cứ đụng đến Xoan của tôi là đứa đấy xuống suối. Người gì đâu. Cứ cục cả ngày thôi. Cục thế có yêu không? Không yêu. Hỏi lại nhá, cục thế có yêu không? Không yêu. Thì sao? Thì nhà Xoan ngày hôm nay sáng nhất tổng. Là thế nào? Là tôi sẽ đốt nhá. Không yêu là tôi sẽ phóng hỏa, tôi đốt luôn. Mày thách cả hộ ở nhà mày đấy. Dạ. Thầy ạ. Con chào cụ ạ. Mày thích phóng hỏa không? Dạ. Mày dọa đốt nhà tao gì? Thích phóng hỏa không? Con Phóng này. Con xin thầy ơi. Con không dám ạ. Con mời cụ xơi nước ạ. Con cái nhà tao ấy, khiến gì mày phải mời tao? Vâng, thầy cụ mời con đi. Đấy, nước đấy mày uống đi, nước cốt xấu rồi đấy. Thầy ngồi xơi nước ạ. Cụ ngồi xơi nước ạ. Tao bằng vai phải đứa với mày à? À không ạ, tại... Thế mày con cái nhà ai ở cái tổng này? Khổ quá, thưa cụ, con là con của bố con. Ủa thì mày không phải con bố mày, thì con hàng xóm à? À, con là con của cụ Mão ạ. À. Bố mày làm nghề gì? Ôi trời ơi, nếu phải nói về nghề nhà con thì con xin thưa với cụ là chỉ cần em Xoan mà về nhà con nhá, là cơm măng áo mặc cả đời không hết luôn. Ý, cụ tưởng à, chỉ cần nhá, cái nghề của bố con là chỉ cần cụ nằm xuống thôi là bố con có mặt luôn. Ôi, thế nó là nghề gì? Đào huyệt. Chỉ cần em Xoan ấy là em ấy gọi con nói rằng là cụ đang hấp hối thôi là huyệt đã đào xong rồi. Mà chỉ cần xong huyệt một phát là mẹ con có mặt luôn. Vì mẹ con cũng gần nghề với bố con. Nghề gì? Đang quan tài. Thầy con ơi, nhìn thầy... cụ thế này cũng tốn gỗ đấy, nhưng mà cụ yên tâm nhà con không có gì ngoài gỗ cả. Con mời thầy. Con là con sẽ chọn cho cụ cái loại gỗ nào mà nó ít mọt nhất để nó đỡ đục vào người cụ. Thầy ơi, con xin thầy. Cụ đừng lo, con biết cụ vẫn lo cái phần sau, nhưng mà khi nào mà mẹ con xong việc là đến phần con luôn. Cụ ơi, đã đến phần của con đâu ạ. Phần con mới là quan trọng ạ. Con mày làm gì? Con khóc thuê ạ. Ơi, cụ ơi. Hôm qua cụ còn trèo ăn xoài, mà hôm nay cụ đã nằm thoải loài. Cầm! Mày về mày bảo bố mày đã khắc cho cụ. Khắc cho cụ. Ba chữ cờ. Ôi. Cụ ơi, một chữ cờ đã có mùi rồi, cụ lại còn ba chữ cờ nữa. Cụ cấm cửa, cụ! Mày, này thì... Trời ơi, anh làm cái gì thế? Không sợ à? Sợ cái gì? Thầy em ở nhà đấy. Đã bảo rồi, tặc 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 ba lần thì banh cửa ra cho người ta vào.
Dì bé thôi. Sao vậy? Thầy đã bảo là cấm cửa không được sát đây. Thầy mà nhìn thấy bây giờ á, thầy khua cho một cái thì có chạy đằng rời. Thầy khua thì tôi khoắng, không có gì phải sợ cả. Ôi. Nào. Không. Không cái gì. Không. Cứ ai ngăn cản Xoan đến với tôi nhá, tôi cho xuống xuôi hết. Rồi. Ôi. Thằng mặt dày này. Thầy. Cái thằng mặt dày này. Cụ đã nói rồi, cụ cho mày ba chữ cờ kia mà. Vâng. Mày không nhớ à? Con nhớ ạ. Đọc lại tao nghe. Cụ cấm cửa, nhưng mà con treo tường mà. Hả? Cái gì? Treo tường này. Bùn ơi, cho tôi xin bát nước. Xin bát nước? Ừ. Có tiền không? Tôi buồn cười nhỉ. Vợ chồng với nhau lại hỏi tiền nong thế nào? Sáng giờ chưa bán được cái gì. Nhìn quanh không thấy ai cả, không chồng với con chẳng thấy ai cả. Người ta đi làm đi ăn chứ phải đi chơi đâu. Làm ăn thì đã làm được cái gì chưa? Khổ quá, nhưng mà trời mưa đất thì ướt, có cua được cái gì đâu. Mà này Bùn ơi, tôi hỏi này. Sáng giờ có thấy cái lão dần qua đây không? Nói là từ sáng đến giờ chưa có mống nào đi qua đây cả. Đang ế sưng ế xỉa đây. Tôi là tôi đang phải trốn lão đấy. Mấy hôm nay nghe nói là lão tìm vợ chồng mình để đòi cái khoản vay mà lần trước mình vay để mua con trâu đấy. Thế thì vợ chồng mình trốn thì dọn hàng trốn đi rồi chứ. Sao ông ấy ra đây thì sao? Ông là ông tìm tôi chứ tìm gì u đâu đâu. Ôi trời. Cái gì đấy? Nghe tiếng lão dần đúng không? Có luôn. Thôi này. Bùi, tôi bảo biệt tôi lánh đi nhá. Có gì thì nếu mà lão hỏi tôi thì bù cứ lựa lời mà nói nhá. Ừ, được rồi, đi. Đi. Hôm nay quán có vẻ đông khách như chùa Bà Đanh ấy nhỉ? Dạ, con chào ông ạ. Chào mới hỏi cái gì? Thế thằng chồng mày đâu? Dạ, chồng con từ sáng đến giờ con cũng chưa nhìn thấy mặt nó đâu cả. Ô hay, mày phải bảo nó chịu khó mà cày cuốc giả nợ ông chứ. Nợ mãi thế, lạ thật. Dạ, con cũng biết như thế. Nhưng mà hoàn cảnh nhà con ấy thì ông biết rồi. Thế nhưng mà thật với ông là ngày nào nó cũng đi làm từ sáng sớm đến tối khuya mới về. Chứ nó có lười biếng gì đâu ạ. Có đúng là nó đi làm không? Ngủ chảy thây đi nè. Mày đi bán hàng nó về nhà nó lại ngủ ấy. Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa, khó đâu đến kẻ sớm trưa ngoài đồng. Nếu nó mà chăm chỉ mà thức khuya dậy sớm mà lăn lộn ở ngoài đồng thì nó đã thừa sức nó giả lợ ông rồi nhá. Dạ, ông bớt giận, ông cứ để cho con thư mấy bữa. Tối con về con gặp nó rồi con nói chuyện. Con sẽ nói nó đi sang thư chuyện với ông. Đỡ phải để ông đi tìm thế này, ngại chết đi được. Thư. Mày hẹn bao nhiêu lần thư rồi? Ô thế ông buồn cười nhỉ, bây giờ nợ của nó thì ông đi ra đồng ông tìm nó ông đòi. Thế sao bây giờ ông cứ nạt nợ, ông cứ bắt nạt con thế? Thế mày có phải là vợ nó không? Hả? À? Ô hay nhỉ, của chồng công vợ. Chồng nó không giả được thì vợ phải giả chứ. Ôi, con đuổi. Ti. Ôi giời ơi. Này, cái thằng này, mày làm cái gì đấy? Ông lại vụt cho mày gãy tay bây giờ đấy thì lớn rồi mà cứ ti mãi đi. Không thấy ngượng à? À? Ban ngày ban mặt lớn trương xác thôi mà cứ ti y như hệt cái thằng bố mày. Con đi về nhà đi. Nghe đi rồi trưa cũng về u cho ti nhá. Đi. Vâng. Chưa về u cho ti. Đúng là con hư tại mẹ. Mày cứ như thế thì bảo sao mà làm sao mà nó cai được à? Thôi, nhớ về bảo thằng chồng ấy nhanh chóng trả nợ. Vâng. Ông lại nhà. Này, lão về rồi đúng không? Về lâu rồi. Ôi trời ơi, hết hồn. Này, thế lão có hỏi gì tôi không? Lão nói là cứ chiều nó thế thì bao giờ mới cai được. Cái gì mà tôi đang chuyện nợ lại cai cái gì đấy? À, lão ấy nói nhanh chóng thu xếp sang và trả tiền cho lão ấy đi. Không là ngày nào lão cũng ra đây lão ngồi lão ám tôi đấy. Sáng đến giờ không bán được cái gì, tự bóc trứng ăn đây này. Thế là lão chỉ nói mỗi chuyện đấy thôi gì? Còn cái chuyện của thằng cu nhà mình nữa đấy. Sao? Chỗ hàng quán đông người,
cứ đi ra đây đòi tì thôi. Ôi giời. Lúc nãy lão ấy ngồi đây này, tôi phát ngượng. Mà cũng tại bù đấy cơ. Cứ chiều nó gần này tuổi đầu rồi, lớn như cái sào rồi mà vẫn cứ cho nó tì. Làm thầy nó mang tiếng oan. Chứ không phải thầy nó lớn hơn cái sào rồi mà bây giờ còn làm mẫu cho nó à? Công ty trước mặt nó thì làm sao nó biết đường, nó đòi nó tì. Thôi nè. Thế mấy lần người ta say thì người ta để ý gì đâu. Mà tôi rồi, yên tâm. Cái thằng này lần này tôi sẽ có cách. Tôi sẽ có cách để cho nó phải cai tì. Cách gì? Úi giời ơi. Bu nó à? Bán được cái gì chưa? Chả có mông khách nào. Rồi không. Úi giời chán nhỉ, hàng họ ấy à. À mà ê, thằng xỉu nhà mình ấy, từ sáng giờ nó có đòi tì không? Không, từ sáng giờ nó đã đi chăn trâu đã về đâu. Ôi giời, chưa về à? Ừ. Nhưng mà mình yên tâm, cái kế tôi đã bày ra là kiểu gì nó cũng phải là cai sữa được. Tôi chả biết cái kế của mình thế nào, chứ mà người tôi cứ nó cứ nóng hừng hực lên, khó chịu lắm đây này. Khổ quá, dầu thì nó phải nóng chứ đây. Chịu khó một tí nhá. Tôi bôi dầu vào thì đến lúc là nó ngửi là nó không chịu nổi. Đến tôi còn chả chịu nổi là nó mà tì nó rộp hết cả mồm ấy. Cái gì? Ông mà không chịu nổi á? Ừ. Nhớ cái mồm đấy nhá. À, thằng xỉu đây rồi, vừa nhắc. Chào dạ, thầy. Ngồi thầy bảo. Dạ. Vừa đi ăn trâu về hả? Dạ vâng. Đói không con? Dạ đói ạ. Đói lắm hả? Vâng. Dạ. Con xin. Ôi giời, cẩn thận chứ. Ui, con từ từ con. Đói thì cũng phải từ từ chứ. Ăn trông nổi ngồi trông hướng cho mày. Đói thì ăn đi con. U tí 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 tí. Bun ơi. Bun ơi. Ok. Bun ở đâu rồi? Đây. Làm cái gì mà gọi mãi mới ra thế? Ui giời. Đang dở tay. Dở cái gì? Đang có tí việc. Ô, này, thế sao mình lại đi ra đồng mà giờ này đã về rồi? Tôi sốt ruột nên tôi về. Tôi về để tôi hỏi bu nó cái chuyện của thằng xỉu nhà mình ấy. Thế nào? Nó còn tin nữa không? Ui dồi ôi, sợ quá, trốn biệt ra đồng rồi, không có tí tủng gì nữa cả. Đấy, tôi đã bảo rồi, cái kế lần này nó là thượng sách mà. Lần trước nhá, mình bôi dầu, thằng này nó chưa sợ. Lần này tôi bôi ớt, tôi sát ớt như thế thì đến bố nó còn phải tèo hết cả mồm chứ. Làm sao mà nó không sợ. Kế của mình đúng là thượng sách. Khoan, có tiếng. Ai? Làm gì có tiếng gì? Ai trong nhà đấy? Làm gì có ai? Không, rõ ràng tôi nghe có tiếng người mà. Làm gì có ai ơi? Ông đây. Mày về ra đến phòng. Ơ, cụ dân. À, thế mày định bao giờ mày trả tiền không? À, cụ sang đòi nợ à? Chứ còn gì thì trả xăng đòi nợ thì sang làm cái gì? Không, không, nhưng mà cụ ơi. Này, sao mồm cụ bị làm sao đấy? Khổ quá đấy. Đêm hôm qua ngủ, sáng nay dậy thế nào như kiểu giấy leo ấy. Cứ mồm miệng nó nóng ran hết cả lên, rát bỏng quá. Giời leo à? Giời leo hay là mồm cụ leo à? Không, giời leo hả? Giời leo hả? Giời leo, giời leo, giời leo. Ôi giời, giời leo. Giời leo. Ôi giời. Trời ơi, bảo cai đi lại còn cứ cố. Ôi, con xin ông. Ôi, con chỉ nhìn xem ông có khỏe không. Ông khỏe là dân được nhờ đấy. Ôi, ôi. Chứ, mày ngẩng mặt lên mày nhìn xem ai đây. Cái thằng xỉu đấy. Cái gì? Mày lên qua bao giờ đấy? Ừ. Tao lên bao giờ đâu. Thế sao mày ăn mặc kiểu này? À, tao mặc như thế này để đi ăn trộm cùng với mày còn gì. Cái thằng giả người này.
ăn trộm này, ăn mặc kiểu này. Ăn trộm thì phải là ăn kiểu này này. Thì người ta mới không phát hiện ra chứ. Ui dồi ôi, mày đúng là ngu. Tao đóng giả làm quan, làm chủ nhà. Ví dụ có khách đi qua, người ta nhìn thấy chủ nhà là tao, người ta không nghĩ là ăn trộm. Chứ người ta lại nhìn thấy mày đeo cái khăn đen, người ta biết ngay là mày ăn trộm. Thì người ta bắt mày, mày sẽ bị ăn đòn. À ơ nhỉ. Liên quan hiểu chưa? Thế đưa cho tao một bộ. Có một bộ thôi. Tao làm quan thì mày phải làm đầy tớ. Này, tự nhiên thì tao lại làm đầy tớ cho mày. Thế mày thích làm quan à? Thế tao đổi cho mày. Thôi, mất thời gian. Nhưng mà tí nữa chia tiền ấy là phải bằng nhau đấy, chứ không phải là tiền quan với tiền tớ đâu. Được rồi, chia hai phần bằng nhau. Thôi đi, mày chịu khó làm tớ đi. Có, nói ít thôi. Mày ngủ thế? Cái gì? Có người kia kìa. Đâu? Chạy cái gì? Có người bao. Im, người ta bắt bây giờ. Bình tĩnh. Mày nhìn mà tao này. Tao là quan, tao là chủ nhà, mày là đầy tớ. Nhưng mà nó bắt đấy. Không bắt, không sợ, bình tĩnh. Hít sâu, thở đều. Nhớ, mình là đầy tớ, tao là quan, nhớ chưa? Ai đấy? Vào đi. Ngồi. Ai nhà không? Có. Tao là quan cơ mà. À ừ nhỉ. Sao ta đến mà không có kẻ hầu người hạ ra đón là thế nào hả? Không thể nào đón quan. Mãi mới mở cổng vào được là sao? Láo. Gì vậy? Ông là ai? Mà vào đây ầm ĩ cả đấy, hả? Mà phải xử lý thôi quan. Xử lý cái gì? Thằng này láo nhỉ. Ta là quan tổng. Mới về đây nhận chức. Con xin quan. Đúng là con có mắt mà không thấy Thái Sơn, con có mắt như mù, con xin quan sáng tội cho con ạ. Người có mắt mà chỉ thấy bãi cứt trâu thôi. Dạ. Người có mắt mà cứ không nhìn rõ hả? Con mời quan ngồi ạ. Không cần ngồi. Này. Cái thuế má ở cái vùng này tại sao không nộp liên quan hả? Ôi dạ bẩm quan, con chia nhau hết rồi à? Chia nhau hết rồi à? Vậy thì lũ các ngươi tù mọt gông. Không, ý của con là con thu siêu thuế của mọi người, của bà con nộp hết cho quan trước rồi ạ. Quan trước chuyển đến vùng khác cái gì? Dạ vâng ạ. Ta không quan tâm. Ta chỉ quan tâm đến ta thôi. Ta mới về đây nhận chức. Dạ. Thế tại sao siêu thuế ở cái vùng này người thu hết mà người không nộp cho ta là thế nào? Tại sao? Siêu đâu, mình là dạ bẩm quan, là con có thu hết rồi ạ. Nhưng con nộp hết cho quan cũ rồi ạ. Thế bây giờ để tháng sau là con thu của bà con rồi là con nộp cho quan ạ. Không được. Dạ, con xin quan bớt giận ạ. Thằng này rót nước cho quan anh em. Mày làm sao đấy? Cái gì mà run thế? Để cho tao. Dạ kìa. Mày chưa thấy quan hiện bao giờ hả? Bẩm quan là hết nước ạ. Thế nhà các ngươi bị cái bệnh động kinh à? Tớ run, thầy còn run hơn cả tớ. Là thế nào? Lâu quá không gặp qua quan huyện mới cho nên là con xúc động. Thế tiền đâu? Dạ bẩm quan là sáng nay vợ con đi thăm phụ thân. Nó không để cho con đồng nào. Con hứa với quan là ngày mai vợ con về con sẽ nộp cho quan đầy đủ. Ôi giời ơi, là cái thằng đàn ông mà có bao nhiêu tiền bạc trong gia đình để vợ nó quản lý. Dạ. Ta ấy là ta có cái ưu điểm. Dạ. Là ta đã đi đâu mà ta không bao giờ ta về không được. Chính dạ. Xác. Ta đi đâu mà không có tiền là ta không về. Không về. Thế đâu. Ngồi đấy. À, dạ vâng. Con xin phép quan là cho con hội ý thí. Mày có đồng nào đưa đây cho tao để tao đóng cho quan. Không. Nó phát hiện ra là hai thằng liên quan đấy. Tao làm gì có tiền. Ô hay. Mày làm quan hay mày đóng đi. Tao được phong quan đâu. Có thì đưa đây. Tí nữa vào trong này lấy tiền cho nó, tao chia phần mình nhiều hơn. Nhưng mà có hai hào thôi. Hai hào cũng được đưa đây. Có. Tao trả cho. Nhanh lên. Dạ. Quan đợi hơi lâu đấy. Dạ bẩm quan,
con có hai hào. Con lấy tiền chơi nước dọc đường ạ. Có hai hào thôi à? Dạ. Con đã nói rồi nhá. Dạ. Con không trừ một ai ở cái tổng này đâu. Dạ. Dạ. Nhá. Dạ. Giờ cái hồn đấy nhá. Dạ. Đã bẩm quan là con hứa ngày mai con sẽ thu tiền nộp đầy đủ cho quan. Còn đây là tiền lệ phí đi đường nước ạ. À. Nước. Dạ. Nhớ nhá. Dạ. Là sau đấy là đủ đấy. Dạ. Quan này. Quan về. Nó trả về làm gì? Nhớ lần sau là phải đủ đấy. Dạ. Con lại nhà. Con lại nhà. Đứng cho nó đàng hoàng lên xem nào. Giời quan, lúc nãy là oai phong lẫm liệt thế. Mày ngu đi. Không có tao nhá. Ừ. Thì hai thằng lên quan rồi. Ừ, oai phong cũng liệt. Ôi giời. Nào tao biết mặt mũi thằng quan huyện nó thế nào đâu. Mai lấy tiền đâu mà mày bảo là mai quay lại lấy. Hả? Ô. Mày ngu thế. Mày đi với tao bao nhiêu rồi mày không khôn lên được à? Hôm nay mình lấy xong thì mình biến, mình chuồn. Chứ mình có ở đây đâu mà mai nó đến nó tìm tiền. Ha? Ừ nhỉ. Được. Thằng này ở với tao nhiều nên là khôn ra. Vào quán đi. Quay lại làm sao? Cứ vào đi. Quay lại tao đánh tiếp. Mày hỏi ai đấy? Ông là ai? Oai. Đây là nhà quan. Quan mới có quyền hỏi mày là ai nhá. À, đây là nhà quan ạ. Phải. Ơ thế sao quan không vào nhà đấy ạ? Không vào được. Có chìa khóa đâu mà vào. À, tôi có cách vào đấy. Cách gì? Tôi là thợ sửa khóa. Ô. Nó là thợ sửa khóa. Mày là thợ sửa khóa. Dạ. Mày biết mở cửa để cho tao vào. Vâng ạ. Được. Vợ tao nó về thăm thân phụ, nó cầm chìa khóa đấy rồi. À. Mày mở khóa cho tao vào, rồi tao lấy tiền tao thưởng cho nhé. À, dạ vâng ạ. Ừ. Tiền thưởng riêng chứ không chia vào phần đâu. Nhìn biết rồi, nó tuổi gì. À. Mở đây. À, vâng. Giúp quan nhé. Mở đi. Ôi, nó mở được thật này. Dạ. Dạ. Mời quan ạ. Ôi, thật này nó mở được thật này. Mở lại, vào. Trời ơi. Ê. Dạ. Tao bảo này. Mày đúng là có tài mở khóa đấy. À, dạ. Mày mở cách nào? À đây quan. Đây. Ừ. Quan nhìn ở cái cửa này. Ừ. Ở đây nó có cái lỗ này. À. Đấy, quan chỉ việc thò tay vào cái lỗ này. À. Gảy cái chốt lên, thế là xong. này, đúng là có cái lỗ. Thò tay vào gậy cái chốt này lên. Thế mà tao với mày không biết. Công nhận thằng này giỏi. Dạ. Các cụ bảo là đi một ngày đàng, học một sàng khôn ấy. Nhớ vào trong đầu chưa? Nhưng mà này. Dạ. Tao hỏi mày nhá. Dạ. Tại sao mày lại biết là cái cửa này nó có cái lỗ? À. Thưa quan, là như thế này ạ. Bởi vì ông mày là chủ nhà này. Mày chết với ông. Cứu tao con ơi. Ông ơi, ông bắt thằng xỉu đi. Con chỉ là thằng đi theo thôi. Thằng xỉu nó mới thằng lấy trộm. Úi dồi ôi. Đúng à, không sợ quân địch mạnh, chỉ sợ trợ thủ ngu. Ôi, con xin đâu. Ai cho mày dình dập vào đây? Mày định ăn trộm nhà tao đúng không? Ôi, con có ăn trộm đâu, con ăn cắp ạ. À, không, con ăn cắp, con đi. Mày đi theo anh. Mày đi theo anh. Mày đi theo anh. Dạ.
Ai ơi, con đi theo thằng Châu. À không, thằng Sửu mới là thằng ăn cắp chứ con không phải ăn cắp. Mày không ăn cắp à? Thằng Sửu ăn cắp phải không? Đúng rồi. Tội thứ nhất là mày không nhớ tên tao này. Tội thứ hai này là chưa đánh mày đã khai này. Đúng là có lại nhát gan. Thằng điên! Mày làm gì đấy? Thế nên nhảy vào bóp cổ tao sao đánh đập người ta thế? Tao không ngờ mày là thằng nhát gan như vậy. Chứ mày... gì mày đã khai tên tao ra? Tao giả vờ đấy, tao biết thừa là mày rồi. Tao mới khai chứ, còn lâu nhá, đây cũng cứng rắn lắm đấy. Mày nhớ nhá, có việc gì mày khai ra tao mày chết với tao. Bây giờ vào nhá. Vào. Vào nhá. Tao tham chính rồi. Qua nhà không? Trong này rất yên ắng. Ừ, thế thì vào thôi. Chắc chắn là nhà nó đi vắng. Ừ. Vào đi. Vào nhá. Cửa nó kêu, không phải dám đâu. Ông đi ăn cắp, ông lại cần... Úi giời ơi! Úi giời ơi! Úi giời ơi! Vào đi, không qua đâu, không qua nhà. Ui. Có cả cơm mày ạ. Ô, con dâu, con trai của bố nó về rồi đấy à. Các con vất vả quá nhỉ. Mùi rồi thì thoải mái. Khổ lắm chồng, may lắm. Rồi, biết rồi. Công việc của hai con ngày hôm nay có vất vả lắm không? Thưa thầy, hai vợ chồng con vừa về đến đây thì cũng mệt thầy ạ. Hôm nay đi chẳng được việc gì. Không đòi được lúc này thì lúc khác mình đòi. Dạ. Người ta cũng như mình, cũng khó khăn như cái thời mình còn hàn vi ấy. Dạ. Hôm nay cái con sen nó chuẩn bị cơm nước rồi. Các con thế nào? Thế nào? Dạ, hôm nay thầy chu đáo quá. Có cả rượu ạ. Nó nấu xong rồi. Nó đợi lâu quá, thế là bà thầy bảo là thôi, cho con sen ăn trước. Dạ. Cho nó đi ngủ. Dạ. Mai nó còn phải ra đồng. Thế. Đưa chai rượu thầy xem nào. Thế con sen nó ngủ rồi hả thầy? Nó ngủ rồi, nó đợi lâu quá, nó phải ngủ. Gì. Con thầy đợi thoải mái, lúc nào các con về cũng được. Miễn là cả nhà ăn cơm nó vui vẻ là được mà. Dạ vâng ạ. Được rồi, như này. Dạ. Cái chai rượu này quý lắm đấy. Vâng. Rồi ôi, thầy chôn ở dưới đất phải đến mấy chục năm đây. Thầy chôn dưới đất mấy chục năm ạ? Ừ. Thầy ơi, thầy còn chôn cái gì ở dưới đất nữa không ạ? Thầy cũng không giấu các con đâu. Thầy cũng nhòn góp được ít vàng bạc. Úi giời vàng! Thầy lâu nay thầy cũng... không cho ai biết. Dạ. Thầy chôn ở đâu rồi thầy? Thầy sẽ nói. Ăn đi. Dạ vâng. Dạ. Uống rượu đi. Con mời thầy ly rượu ạ. Đâu. Đây con để trước mặt thầy đấy ạ. Đây ạ. Minh. Dạ kính thầy. Rồi. Thôi được rồi. Các con thì cụng một cái uống cho nó hạnh phúc và đầm ấm nào. Dạ. Nào. Mời thầy ạ. Uống đi nhá, các con cứ uống hết, uống thoải mái đi. Dạ vâng ạ. Cốc đầu tiên các con cứ hết luôn đi. Hôm nay là ngày vui mà. Hôm nay cảm thấy hạnh phúc quá. Uống hết đi. Rồi, rót tiếp đi. Rồi, uống đi. Rượu thầy hôm nay ngon quá đi. Uống đi. Rót tiếp uống đi. Đúng là rượu quý, chôn mấy chục năm ở dưới đất. Thầy ơi, vàng với tiền của thầy chôn ở góc nào hả thầy? Anh không phải vội, cứ uống đi. Uống hết đi. Rượu thầy hôm nay ngon quá đấy mình ạ. Chén nữa nhỉ. Hôm nay thầy nói cho các con biết nhá. Qua nửa đời người thầy cũng ngon góp được ngót 200 lượng. Ôi giời. Ôi giời ơi. Công sức mồ hôi nước mắt của thầy đó. Dạ. Thầy ơi, thế thầy chôn 200 lượng đấy ở đâu? Cứ yên tâm nhá. Này, dạ. Các con cứ ngoan ngoãn.
gia đình hạnh phúc, hiếu thảo với bố mẹ là các con sẽ có phần. Chứ còn thầy này, chết thầy có mang được đi đâu. Dạ, đúng không? Quá. Thầy uống. Vợ chồng chúng con đội ơn thầy à. Uống đi. Thôi uống đi rồi ăn nhiều vào. Dạ vâng. Ăn vào không có say đấy. Dạ vâng. Nhưng mà thầy ơi, thầy chôn ở đâu ạ? À thầy chôn ở... Ở đâu? Tự dưng hỏi thì thầy quên mất rồi. Thôi được rồi, thầy nghĩ ra ngay mà. Cứ ăn uống thoải mái nhé. Thầy vào trong nhà. Vàng chỉ có chôn ở trong buồng thôi. Dạ vâng. Thầy vào trong nhà. Thầy lấy ra cho các con xem nhá. Dạ vâng vâng vâng. Thôi không thầy để vợ chồng con đưa thầy vào. Không phải đưa. Ôi giời, cái lối này thầy đi được mà. Cứ dạ. Ăn uống thoải mái đây. Nhá. Yeah. Không ngờ lại ăn dày trúng quả rồi. Ăn đi. Về nhà không có mà ăn đâu. Quả này chia đều tá hồ mà giấu có. Cả vàng được ăn. Ăn đi. Rượu này sao say thế nhỉ? Nó phê nhỉ? Hay là người mệt? Nóng tới rồi, tiếp đi. Đang để tao uống thêm một ly nữa. Bạc có bao nhiêu bố đem ra hết cho các con rồi đây này. Nó con ơi, đây vàng bạc đây. Chúng mày còn non lắm. Ăn cắp như chúng mày chỉ có mà tù mọt gông. Ôi giời ơi, này, rượu của tao uống vào. Ôi giời ơi, này, chúng mày cứ yên tâm ngủ. Từ tối hôm nay, tối hôm sau mới tỉnh nhá. Chỉ cần một ly để chúng mày ly bì rồi. Ai giời ơi. Còn bây giờ, chúng mày cứ ngủ thoải mái đấy. Tao ra, tao khóa trái cửa lại. Thế là chủ nó về, là nó dẫn chúng mày lên quan. Lúc đấy này, tha hồ mà lấy vàng nhá. Ở lại nhá, cứ ngủ thoải mái nhá. Mũi nhà này, nó bé thôi. Nó chỉ to bằng con ruồi. Mình ơi. Dạ. Mang cho tôi con dao. Hổ quá. Chờ một tí. Em ra ngay đây. Này, để. Ai cho phép mày bày hàng thịt mày bán ở đây? Đây là cổng nhà tao nhá. À, cổng nhà mày thì mày được bán ở đây à? Tao thích đứng ở đây đấy. À, thế mày có biết đây là cái gì không? Đây là cái gì? Đây là cái đường nhá. Thì làm sao? Cái đường là để cho đi lại nhá. Ờ. Chứ không phải để cho mày bán hàng nhá. Nhưng đây là cổng nhà tao nhá. Tao thích đứng đây đấy. Thế mày có biết rằng nhá, chỉ một lát nữa thôi không? Là quan huyện sẽ đi qua đây không? Ờ. Thì làm sao? Ô, thằng này khẩu khí hay nhỉ. Ừ. Thái độ mày lồi lõm nhỉ. Ừ. Thế mày không biết tao là ai à? Tao chả cần biết mày là ai cả. Thế mày là ai? Tao là tao.
Khá quá, khẩu khí càng ngày càng khá, chứng tỏ mày là con ông cháu cha phải không? Tao đích thị là con ông cháu cha. Này, tao nói cho mày biết nhá. Làm sao? Càng con ông cháu cha ấy, tao càng trị nặng. Mày trị hộ cái, mày trị cái gì? Thế mày không biết là tí nữa quan huyện đi qua đây à? Thì làm sao? Tức là mày chưa nhìn thấy quan huyện, mày chưa sợ đúng không? Này, đến thấy quan tài tao còn trả đổ lệ nữa là quan huyện nhá. Cái thằng này. Nè. À thôi được rồi. Biết tao hỏi mày một lần nữa nhá. Tao nhắc lại cho mày một lần để mày rõ nhá. Ừ. Là mày có dọn không? Mày lại điếc à? Hả? Tao lại nhắc lại cho mày một lần nữa nhá. Là mày có dọn không? Nếu mày không dọn nhá, tao bế luôn. Ôi giời sợ thế. Ôi giời sợ quá. Mày bế hộ tao cái. À, khẩu khí thách thức nhỉ. À. Được rồi. Tao nhắc lại lần cuối cùng nhá. Thôi mày không phải nhắc, mày thích bế mày bế đi. Mà bây giờ mày bế đâu? Tao bế về quan huyện nhá. Mày bế về quan huyện? Chứ còn gì? Sợ rồi đúng không? Đâu? Tao bế hộ mày. Này. Không cần. Việc nhỏ này tao làm được. Mày đừng thách nhà giàu húp tương. Ừ. Thách quan là việc chính nghĩa nhá. Ừ. Bế nhanh đi nhá, kẻo thiêu thịt. Đấy, từ từ. Một con gà. Ừ. Ôi, thế bế con gà. Ừ. Làm tất ăn cả à? Chứ còn gì? Mày có định xin không? Hả? Tao nghĩ lại rồi. Thôi. Tao chả xin đâu, đi đi. À. Đi. Mày khá lắm. Ừ, đi. Đi nhanh khéo thiêu thịt. Tiếp. Ô. Tôi chết rồi. Cái mẹt thịt của tao đâu? Mẹt thịt của ông sao ông hỏi tôi? Trước cửa nhà mày bây giờ không thấy thì chả hỏi mày thì hỏi ai? À, trước cửa nhà tôi. Ờ à, đấy. Ông thừa biết đây là trước cửa nhà tôi. À. Mà đấy là thịt của ông bảo là ông thích bày đâu ông bày. Thế bị ông mất theo đấy là việc của ông. Này, đừng có vớ vẩn nhá. Không sao? Nhá, khôn hồn nhá. Vào nhà bê giả mẹt thịt lên cho tao nhá. Thèm ăn thì bảo tao cắt cho một miếng. Không làm cho mèo ấy. Này, đây nói cho mày biết nhá. Nhà thằng này có nghèo ấy, thì nó nghèo cho sạch, rách cho thơm nhá. Ừ. Không bao giờ thèm ăn cái loại thịt thiêu ôi của ông nhá. Ừ. Này, thiêu hay thối thì mặc xác tao nhá. Bê giả tao. Bê giả? Này, lên quan huyện mà lấy nhá. Sao lên quan? Đây là cái cửa nhà tôi. À. Còn đây cũng là cái cổng nhà tôi. Ừ. Cái lối đi lại của nhà tôi. Ừ. Nhá, của bà con hàng xóm láng giềng. À, thế sao? Thế mà bao nhiêu năm nay, ngày nào ông cũng án ngữ, ông bày mấy cái mẹt thịt, nó chiếm hết cả cái cổng nhà tôi. Nhá. Thế mà tôi vẫn chịu được. Nhưng mà tôi chịu được, nhưng quan huyện người ta không chịu được. Nhá. Người ta thấy ngứa mắt, người ta bê đi rồi. Quan huyện bê? Ờ. À. Có đúng không? Rồi, chạy nhanh còn kịp. Yeah. Quan huyện bê? Tôi chết rồi. Quan huyện ơi! Quan huyện ơi! Quan huyện ơi! Đáng đời. Đào liễu có một chữ tình. Ai ơi! Cái gì này? Ôi dồi ôi. Bé cái mồm nó, chú vào. Ôi dồi. Anh ơi, chú đi qua đây. Vô tình con mèo nó nhảy qua đây. Chú vồ vào con mèo nó trượt khỏi tay chú, nó nhảy ra ngoài. Thế là chú vồ vào cái xào thịt, nó rơi xuống đất. Chú nhặt lên, không sao đâu nhá. Mà này, bé mồm. Đừng có nói với chủ nhà là chú làm rơi thịt nhá. Rồi chú cho mày một hào ăn kẹo nhá. Đây.
có tiền đâu này. Ừ, sai quá. Ừ. Này, bí mật nhá. Vâng. Không được nói với ai nhá. Vâng. Đi ăn kẹo nhá. Vâng. Không được nói với ai. Bí mật, bí mật, bí mật. Ui mẹ ơi. Cái thằng này. Mẹ ơi. Này. Mẹ đây. Ai? Ai làm đổ hết thịt của tôi này? Ai? Ai? Con, ai? Này. Ôi giời ơi, sao chú ấy làm đổ hết thịt nhà tôi thế kia? Chị hết sức bình tĩnh. Chuyện là như thế này. Tôi không biết có cái sạp thịt ở đây, nhưng mà có con chó nó nhảy qua đây. Thế là tôi đuổi nó, thế là vô tình là động vào hai cái sạp thịt nó đổ xuống đất. Nhưng mà chị yên tâm là tôi đã nhặt lên và phủi sạch sẽ rồi, không vấn đề gì đâu. Nhá chị nhá. Chị thông cảm, cũng chỉ vì con chó thôi. Có phải không cháu? Hả? Không ạ. Tao vừa cho mày một áo thôi. Đổ bao nhiêu con? Đổ cả sạp hết này luôn. Thế thì phải mua cả sạp. Mua hết, rơi miếng nào, mua miếng đấy. Rơi miếng nào mua miếng đấy, nhưng mà chị thông cảm là tôi không có tiền. Không có tiền thì phải bồi thường. Chứ rơi như thế này, nhà tôi ăn làm sao được. Ôi trời, chị ơi, chị thông cảm. Cả nhà, cả cửa của tôi chỉ còn có 2 hào thôi. Tôi không mua hết được. Thì thôi, coi như là tôi đền bù cho chị cái tiền là thịt nó rơi xuống đất. Thì nhờ chị là rửa cho nó hết đất cát đi, rồi bán lại. Thôi chị thông cảm, chị giúp tôi chị nhá. Chị được thông rồi. Vâng, cảm ơn chị. Mình ơi! Làm sao? Có việc gì xảy ra đây hả? Có việc gì? Hả? Ừ. Đứa nào đổ cái gì? Anh ơi! Mình! Cái chú này này! Vâng! Chú ấy kể là nãy có con chó! Nó nhảy qua đây! Thế là chú ấy vồ! Rơi hết cả 2 sạp thịt xuống dưới đất! Ôi giời! Ôi! Bẩn hết cả thịt! Thằng này mày nghĩ gì hả? Cái thằng này! Mình bình tĩnh! Tuần trước! Mình vừa mới chém một người, chỉ cần đi qua thôi, hỏi chưa cả mua. Mình đã chém mấy phát rồi. Mình bình tĩnh. Không thể bình tĩnh được. Em xin mình. Bỏ tay ra nhá. Cả một cái sạp thịt người ta nó như thế này, mày có biết không hả? Hả? Những cái con lợn này ta vừa mổ ở lò nó còn nóng hôi hổi, nó sạch sẽ như thế này, mà bây giờ mày làm đổ xuống hết. Thế thì ai ăn ai mua hả? Cái thằng kia, mày muốn chết không hả? Anh ơi. Cái gì? Anh cho em nói một câu thôi. Mày nói nhanh lên, không tao chém cho mày bây giờ chứ này. Vâng, em nói nhanh. Tất cả là vì con chó nhảy qua đây. Chứ em không có ý xem thịt. Tao không cần biết chó má cái gì cả. Tao chỉ cần biết là bây giờ mày đổ hết cả thịt xuống dưới đất rồi. Bẩn như thế này thì ai ăn ai mua nữa hả? Tao nói cho mày biết nhá. Thứ nhất là mày xúc phạm con lợn nhá. Thứ hai là mày xúc phạm người ăn. Bây giờ mày muốn chết không hả? Hiểu không? Anh ơi, cho em nói một câu nữa thôi. Mày nói nhanh đi, tao điên lắm rồi. Anh bỏ sao xuống. Nói đây. Ngắn gọn như thế ạ. Cho lần đổ thịt rồi. Ừ. Anh cho em đền bù xứng đáng ạ. Mày đền bù như thế nào? Em còn có 1 hào. Cái gì? Hôm nay ông phải chém mày. Thôi. Nhiệt lắm rồi. Chú tôi bảo này nhá. Thôi thì bây giờ trong túi chú có bao nhiêu thì chú đưa hết cho chồng tôi đi. Không anh ấy điên lên là anh ấy chém đấy. Thật đấy. Chị thông cảm. Hôm nay đi bán gà cũng được có mấy đồng thì đưa hết cho chị rồi. Chị bảo anh. Rồi nhá. Thế để tôi bảo chồng tôi nhá. Chị bảo anh. Mày đi lại cho chị bảo. Mình lấy được tiền rồi. Đây. Này, cái thằng này là thằng thứ hai trong ngày đấy. Tao bắt được quả tang nhá. Cả nhà chúng mày kéo nhau ra đây để hôi thịt đấy bảo. Mà tao nói luôn nhá, thịt tao vừa mới thịt xong, nóng hôi hổi nhá, đau hôi đâu mà định hôi. Quá, trời bác gì. Bác bán thịt thì bác nóng tính quá. Bác đã bắt trách nhầm vợ chồng em rồi. Nhầm thế nào? Là thưa bác là như thế này. Bác thừa biết tính em rồi đấy. Đấy, đây là cổng nhà em này, lối đi nhà em. Thế mà bao nhiêu năm nay bác bày cái sạp thịt ở đây, vợ chồng em có dám ý kiến gì đâu à? Đúng không ạ? Tuổi gì mà ý kiến? À dạ vâng, em biết em chả cái tuổi gì cả. À. Thế nhưng mà bác ạ, em không ý kiến nhưng mà trong làng này em sợ là nhiều thằng là coi như là. Này, tôi cứ bày ra đây nhá, xem cái thằng nào nhá, thằng nào dám đụng vào đây? Dạ, thằng nào? Dạ không có thằng nào dám động vào ạ. Thế nhưng mà có cái thằng chó. Thằng chó đó là thằng nào? À, không cậu nói luôn. À, không ý em là như này,
Bác biết không? Có cái con chó đực và chó cái. Úi dồi, hai con nó đuổi nhau rất là vui vẻ nhá. Nó đuổi vòng quanh cái sạp thịt này này. Thế là trong cái lúc mà chúng nó đang vui vẻ, trong cái lúc mà cao trào đang vui vẻ, tự nhiên cái con chó đực ấy nó rít lên một cái. Thế là úi dồi ôi, thế là động hết cả cái bàn thịt này, nó rơi hết cả xuống dưới đất bác ạ. Thịt coi như là vãi hết cả ra đất. Con chó cái thì nó sợ quá, nó chạy mất hút. Còn cái con chó đực ấy thì nó ở lại, nó khóc thút thít. Em điên quá, em cầm cái chổi em phết cho một cái, thế nó chạy đi rồi. Thế xong em phải hô hào, em gọi vợ gọi con em ra, cả nhà em coi như là cùng, coi như là sắn tay sắn áo, như nhặt những cái miếng thịt bẩn lên lau sạch rửa sạch rồi bày lên cái sạp này cho bác đấy. Có đúng thế không? Thế rồi em nói điều bác làm cái gì, có đúng không? Có đúng không? Đúng đấy. Vậy thì thôi, thế cảm ơn gia đình nhà cậu nhá. Dạ không có gì ạ. Thôi thế này, nhân tiện cả nhà thì cậu đã ra đây vất vả với cái sạp thịt của tôi. Dạ. Nhá. Tôi sẽ biếu gia đình một miếng. À dạ vâng ạ. Thôi để bác bác cầm cái miếng này được. Thôi đây, làm cả miếng này đi. Đây này, bác cho lá chuối cho mình. Đây. Đây. Nào cái thằng này cầm đấy. Về nhà ăn vui vẻ nhá. Xin bác chưa? Xin bác. Bác kiểm mình. Dạ. Em cảm ơn bác ạ. Hai bác vào đi. Rồi. Nói thật bác. Em là vì cái tình làng nghĩa xóm. Em là vì em quý bác. Chứ nói thật với bác là em có phải làm vì cái miếng thịt đấy đâu. Đúng rồi. Dạ. Chú phải nên nhớ riêng tôi nhá. Không có biết ngại gì hết. À dạ vâng. Nhưng ai tốt với tôi là tôi rất là lịch sự. Dạ vâng. Thế là về ăn thịt. Dạ vâng. Em xin bác nhá. Chúc cả nhà ngon miệng. Dạ vâng. Em cảm ơn bác ạ. Dạ, em lại nhà. Biết điều ngoan này cái gì cũng có. Ôi giời ơi, đấy, ông Vàng. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, bỏ đi mà làm người, không có nghe bao giờ cơ. Không bỏ thì tôi vẫn đang làm người đấy. Bà ba đừng có nói xỏ nói xiên nhá. Đang đi trên mây thì bà làm mất cả sướng của tôi thì... Này, tỉnh, tôi bảo đây. Ôi, việc gì? Ông Cỏ với ông Hương, bạn của ông ấy, ở làng bên, sang thăm ông đấy. Chuẩn bị dọn dẹp đi tiếp khách đi chứ. Mà hai cái lão sang đây làm gì nhỉ? Ôi, bạn của ông sang chơi thăm ông lại hỏi tôi. Tôi chết rồi, tôi nhớ ra rồi. Hôm vừa rồi sang nhà lão thì tôi ăn uống rồi no say quá, trong lúc say sưa chót mời rơi mời vãi. Vậy mà hai ông mò sang đây thật à? Tôi không biết đâu. Ông sửa soạn đi, tôi xuống tôi bảo người nhà chuẩn bị mâm cơm đãi khách nhá. Này, đúng là đàn bà phung phí nó quen đi, cơm nước cái gì. Mà hôm vừa rồi ấy, tôi sang nhà hai lão ấy, tôi ăn tàn phá hại nhà ấy rồi, bây giờ này hai lão mò sang đây lại định ăn tàn phá hại nhà mình đấy. Thế bây giờ ông tính thế nào? Thôi bây giờ thế này, bà ra bà bảo hai lão là tôi thì vắng không có nhà. Thế là xong. Ông ngồi lù lù đây, ông đẩy thuốc lào từ nãy đến giờ. Hàng xóm người ta còn nghe thấy chứ đừng nói là người ta đứng ngay ngoài cửa này. Nói thế làm sao mà được? Ngoài ngõ làm sao mà nghe được tiếng thuốc lào? Có nói nhiều nhỉ? Thế đi đi! Vớ va vớ vẩn chỉ muốn phá nhà tôi đi. Thôi này này, mà thôi, tôi nghĩ kỹ rồi. Mình làm như thế nó cũng không phải. Mình mà hơi quá đáng với người ta là ngày mai tôi sang đấy thì chắc là cũng chả được ăn uống cái gì. Đúng rồi. Nó lại cho mình viêu mõm ấy. Chắc chắn. Tốt nhất là thôi rồi, bà đi ra nhá. Bà mời cả hai cái lão Còi Hương vào nhá. Nhưng bà nhớ đóng cửa lại, bảo tôi đi vắng. Được chưa? Nhưng mà nhớ này, ở ngoài sợ ngồi lâu quá nó có việc gì tôi cần bà ấy, tôi sẽ làm ám hiệu như là có tiếng cướp chuột ấy. Bà vào thì tôi nhờ việc nhá. Ui giời, lại có thế nữa, cũng rắc rối. Ôi, thế mới khá này được chứ. Được không? Thôi đi ra đi. Này, bà nói nhiều tôi lại... tôi lấy bà Tư là bà nghỉ luôn đấy. Tôi đi. Này, thế nó mới giàu rồi chứ này. Là cái gì nữa? Đang tập. Đi thử. Giời.
Dạ. Nhà cửa vườn tược rộng rãi khang trang đáo để. Chẳng hay ông nhà đi đâu rồi? Dạ không giấu gì hai bác. Ông nhà tôi sáng nay vừa mới đột ngột. Cái gì? Hôm trước còn ngồi với chúng tôi khỏe mạnh thế cơ mà. Thế ông ấy đột ngột ra đi thế, có chăn chối dặn dò lại điều gì không? Ôi thôi, thế là vạc đột ngột ra đi à? Ôi thôi, thế để lại mẹ quá con côi à? Khổ thế chứ. Thôi này, tôi bảo này, trước mắt là cho chúng tôi vào thắp cho ông nén nhang. Thứ hai là thôi thì xảy cha có chú, cái thằng này cũng là thằng chú được đấy, nhờ vả được. Dạ không, ý em không phải thế. Ý em là sáng nay ông nhà em đột ngột đi vắng, lên huyện. Có nghĩa là chưa chết đúng không? Ừ, rồi. Ôi trời, chả nói phụt ra ngay đầu tiên. Cứ tưởng ông nhà chết rồi. Dạ không, khỏe như trâu, thế chết làm sao được ạ? Thế hót hết cả tìm lại. Dạ. Thôi ngồi không, đi. Không sao. Ngồi đợi chết đi vắng đi, anh em tôi chờ, có gì đâu. Dạ vâng. Ngồi. Mời hai bác ngồi. Dạ. Thế hôm trước là sang nhà tôi uống rượu, thấy bảo là nhà nuôi đàn gà to lắm, rượu ngâm hàng trăm hũ, ngấu lắm. Thôi thì chúng tôi cứ ngồi đây chúng tôi chờ chút nữa. Quý hóa quá đấy, anh em tôi mới lại nhà đấy. Dạ. Thế hai bác ngồi chơi, em vào em... Nhà sạch sẽ thế này mà lại lắm chuột. Lắm chuột thế à? Thế để với tôi vào tôi bắt. Chú này tuổi mão, chú vào chú chọc một cái là chuột chết ngay. Chú vào chú chọc đi. Dạ thôi thôi, bác cho em mượn cái bà tòng để em vào em giết nữa. Dạ, này, xong rồi tranh thủ mang cái gì cay cay cho anh em tên lưng lên đặt xuống. Dạ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, dạ, đi dạ. Chờ ông nhà. Dạ. Ôi dồi ôi, sao quỷ đấy rồi. Lâu thế, lâu kêu tiếng chuột cứng hết cả mồm. Chứ còn đang khách với khứa chứ có phải ở ngoài đấy chơi đùm mà. Phải nhanh thế, có tín hiệu rồi thì phải vào. Làm cái gì mà nhanh nhanh, cứ làm như ấy xong quần đến nơi rồi, nhanh. Đúng thế, có gì sắp ra quần thế này. Thế là thế nào? Lấy hộ chậu thau. Ôi dồi, bây giờ khách người ta ngồi ở đây ngoài cửa thế, chạy qua chạy lại thì cầm cái chậu thau ở đây người ta phát hiện ra. Nó sao mà được, nhịn đi, bao giờ họ về rồi đi ra. Thế có gì lý do, chả nhẽ tôi cho ra quần à? Họ ngồi những 3 tiếng, 4 tiếng thì làm thế nào? Thôi đi ra đi, khẩn trước, sắp ra quần. Rồi. Khó chịu quá. Đợi một tí. Mót vãi hết cả ra rồi mà nó vẫn không ra. Ông nhắc thì tôi cũng mót. Cháy rồi. Cháy ở đâu? Cháy đâu? Cháy nhà ra mặt chuột. Chả giấu gì ai không? Sáng nay thấy người nó mệt mệt. Là tôi nằm trong nhà bán không biết thì nghĩ là tôi đi vắng. Thôi được rồi, chả mấy khi hai ông đến đây. Mình ơi. Vào đây. Tôi đây. Ra bắt gà đãi khách quý. Thế chả phải sáng nay mình bảo tôi xuống dưới vườn cởi chuồng ra, thế thì làm gì con gà đấy mà bắt. biết rồi. Vợ thì cởi chuồng, vườn thì rộng rào thưa, khó đuổi gà. Cả đàn gà chạy ra hết, nhưng mà có một con nó lại quý khách lại lộn trở lại. Bởi vì nó nhảy ổ. Thế là mình chỉ thò tay vào ổ, mình rúm một cái là được. Bắt hộ rồi. Mình ơi. Dạ. Thôi thì thịt gà đại khách. Mưa gió thế này mà cứ loay hoay giặt quần áo cho ông chưa? Ủa rồi, con cứ tưởng việc gì? Quần áo á, đấy là việc hàng ngày của con làm rồi không ạ? Ừ. Mà ông ơi, con nói thật nhá,
ông ăn bẩn lắm. Cái gì? À, ý là con nói quần áo của ông ấy khiếp, mỗi một lần giặt quần áo cho ông á là con cứ rã hết cả cánh tay ra ấy. Mà ông ạ, cái nước đầu tiên con giặt á nó cứ đen kíp đi như là nước rãnh ấy ông ạ. Này, mày ngậm ngay cái mồm mày lại nhé. Đây là chẳng qua là ông tiết kiệm nước, hai nữa là ông giữ sức khỏe cho mày ấy. Ngày nào mày cũng giặt thế thì có ốm xác mày ra hả? Ăn mới chả nói. Bây giờ định đi đâu? À, con đi rửa bát không ạ? Cái gì? Ông đã ăn đâu mà rửa bát? Chả là lúc trưa nay ấy, ông ăn sạch quá, bát đũa cứ sáng bóng lên. Con lại tưởng là ông rửa rồi. Thế nên bây giờ con đi rửa lại đi ông ạ. Này, lại bắt đầu có cái kiểu ăn nói xỏ nói xiên đấy. Vớ vả vớ vẩn. Đi rửa bát đi. Dạ vâng ạ. Đứng lại. Dạ. Mà lại ông bảo. Thế cái gì đằng sau? Cô có cầm cái gì đâu ạ? Đưa tay ra. Đưa tay ra đằng trước. Ông ơi. Cái gì đây? Đồ thừa ạ. Đồ thừa mà mang đi đâu? Dạ, con mang cho anh Tuất ạ. Cái gì? Ông ơi. Đưa đây. Ông ơi, tội nghiệp anh Tuất lắm. Anh ấy làm cả ngày, anh ấy không có gì ăn, anh ấy đói. Con mang cho anh ấy một tí thôi, ông cho con mang nhá. Giàu lòng thương người nhé. Này cơm ông này, ơi. Này Tuất này. Ông ơi, ôi, ông ơi. Mày ngu nó vừa vừa thế nhá. Bao nhiêu người mà mày không thương, đi thương cái thằng Tuất. Ông nói luôn nhá. Cái con chó này nhà ông nhà mà nó biết nói tiếng người ấy, nó còn khôn hơn cái thằng Tuất ấy. Nhá. Cái gì? Đi rửa bát đấy. Dạ vâng ạ. Sến ơi, có vét được cái gì không? Không. Hả? Chẳng vét được gì cả. Sến có phần cho Tuất một ít đồ ăn thừa. Nhưng mà ông phát hiện ra, ông mời Bạch Công Tử ăn rồi. Mời Bạch Công Tử ăn à? Ừ. Mà này, ông còn bảo nhá, nếu như mà Bạch Công Tử mà biết nói á, là ông không thuê Tuất đâu. Cái gì? Ông bảo là nếu như Bạch Công Tử biết nói, ông không thuê Tuất. Được, để xem ông thuê ai. Con mời ông xây cơm. Ừ. Có xin phép không? Được. Dạ. Thiếu. Thiếu cái gì ạ? Thịt. À. Này, ông nói cho mày nghe nhá. Lúc thái thịt ông đếm rõ ràng là 13 miếng nhá. Bây giờ còn có 11. Giời, ông quên à? Ông không nhớ cái lúc mà con đang kho thịt ấy, ông chả bốc hai miếng, một miếng á, ông đút vào mồm ông, một miếng á, ông chả đút cho Bạch Công Tử đấy còn gì, ông quên à? Nhỉ, thế mà ông không nhớ ra. Thôi nhá. Thôi, được cái giỏi cãi. Ông ơi, gấp lắm rồi ông ơi, con xin bẩm ông một chuyện như thế này ông ạ. Này, dạ. Lúc ông đang ăn cơm nhá, dạ. Mày không được phép bẩm báo vào cái giờ này nhá. Dạ, nhưng tại sao mày không chờ ông ăn uống cho nó ngon như miệng xong rồi mày hẵng bẩm báo? Dạ thưa ông, nhưng chuyện này hệ trọng lắm ạ. Chuyện này nó liên quan đến Bạch Công Tử nhà mình ông ạ. Nếu như mà con không bẩm với ông mà cơ hội nó tuột mất thì Bạch Công Tử vẫn chỉ là Bạch Công Tử thôi ông ạ. Thế nó không phải là Bạch Công Tử thì nó là cái gì? Dạ thưa ông, nếu như mà nó có duyên ý thì nó sẽ thành Nhân Công Tử ạ. Nhân Công Tử? Thế là thế nào? Mà nó ông chả hiểu gì cả. Dạ thưa ông, con nghe người ta ở làng trên xóm dưới, người ta đồn rằng ở trên thôn thượng ông ạ, mới đón được một cao nhân, râu tóc bạc phơ, râu dài thế này này. Mà ông ta tu luyện ở trên đỉnh núi Tây Quân Lĩnh. Ông ta suốt mấy trăm năm, ông ta chỉ ăn cái sâm gọi là sâm Ngọc Đinh. Cho nên là ông ta thần thông biến hóa, quảng đại vô cùng ông ạ. Mà đặc biệt nhá, là ông ta
hiểu được tiếng một thú vật mà ông ta dạy được thú vật nói tiếng người ông ạ. Chính vì thế con nghe tin này con phải về bẩm báo với ông ngay. Nếu như ông cho Bạch công tử nhà mình đi gặp cao nhân, biết đâu Bạch công tử nhà mình lại biết nói tiếng người. Dạy được Bạch công tử nói tiếng người? Dạ vâng ạ. Hay, ôi tốt quá. Này, này con, dạ. con nhanh chóng con đưa Bạch công tử đi luôn đi. Dạ vâng vâng. Ông ơi, thế con bế Bạch công tử đi luôn ông nhá. Ừ. Nhưng mà ông ơi, thế con tiền có tốn kém lắm không? Ừ, ông ơi, chắc chắn là tốn kém chứ. Ông thử nghĩ mà xem, Bạch công tử đang là một con chó mà lại trở thành một người bạn, mà lại một người bạn của ông. Biết nói tiếng người, biết tâm sự chia sẻ. Ông ơi, chắc chắn như là phải vài lạng bạc đây. Chó mà thế nào mà dạy thành người được thì, vâng. Thì đúng là cao nhân ấy giỏi thật. Vâng. Nói tóm lại là tốn kém là với ông là không phải nghĩ. Dạ. Biết làm sao Bạch công tử nói được tiếng người để mà chăm sóc ông nhiều. Dạ vâng ạ. Đây này, ông cứ đưa cho mày tất cả nhá. Dạ. Mày cầm đi, hết bao nhiêu thì trong đó thì mày mang về cho ông. Dạ vâng. Đưa ngay đi không nhớ được cao nhân để lên núi con thì mất cơ hội đấy. Dạ vâng vâng, thì con đi luôn ông nhá. Ừ. Vâng vâng, con đi luôn đi. Ừ. Ôi trời ơi, thế nào mà lại có một cao nhân đi giỏi đến như thế nhỉ? Từ con chó lại biến thành con người được. À đúng rồi, nếu vậy thì chắc chắn cao nhân này có thể từ con người biến được thành con chó. Được. Có thằng chết với ông. Bạch công tử, Bạch công tử ơi, không biết giờ này Bạch công tử đã thành người chưa? Mà sao mấy hôm nay không thấy Bạch công tử về? Tôi nhớ Bạch công tử quá. Ông ơi, ông ơi. Bạch công tử đâu? Ông đừng bạch như thế. Có việc này con phải báo với ông ngay ông ạ. Việc gì? Nó liên quan đến bạch công tử. Bạch công tử có làm sao không? Ông ơi, hiện tại thì Bạch công tử vẫn khỏe. À. Và tin nữa là Bạch công tử đã nói được tiếng người ông ạ. Ôi thế à? Dạ vâng. Thế mong mau đưa Bạch công tử về đi, ông nhớ Bạch công tử. Ông ơi, ông từ khi Bạch công tử nói được tiếng người thì cao nhân lại đặt cho Bạch công tử cái tên mới là Cẩu công tử. Ô thế lúc đó là chó thì nó là Bạch. Vâng. Mà lúc đó là người thì nó lại là Cẩu. Dạ vâng. À. Bởi vì cao nhân bảo là khi là Bạch công tử thì Bạch công tử lại rất có tính người. Thế nhưng khi mà nói được tiếng người thì cái tính người nó mất đi, nó lại trở về tính chó, nên gọi là Cẩu công tử ạ. Thế là thế nào? Ông ơi, cái đấy không đáng lo. Cái đáng lo hơn ấy là khi Cẩu công tử nói được tiếng người rồi thì Cẩu công tử lại kể hết chuyện của ông cho cao nhân nghe. Nó kể thế nào? Cẩu công tử kể với cả cao nhân là ông ăn cắp của dân như thế nào, ông ăn cướp của dân như thế nào, ông áp bức của dân như thế nào, ông giấu tiền của dân ở chỗ nào. Ôi ông ơi, Cẩu công tử kể nhiều tội của ông lắm. Chết rồi. Nhưng mà Bạch công tử vốn dĩ từ trước đến nay rất quý ông mà. Thế nhưng mà từ khi nói được tiếng người thì cái tính chó nó lại trỗi dậy ạ. Thôi chết rồi. Thế bây giờ theo con thì phải làm thế nào? Ông ơi. Con trộm nghĩ thế này. Hay là con đưa ông đến gặp cao nhân. Cao nhân sẽ biến ông thành chó. Cái gì? Ông lại phạt cho mày một cái bây giờ. Ông đường đường chính chính như thế này mà mày bảo ông thành chó thì còn nói chuyện cái gì? Nhưng mà ông biến thành chó thì mới thoát được tội. Cần gì mà ông phải thành chó mới thoát tội? Ông ơi, hay là con có ý này. Nếu như cái đấy không được thì bây giờ chỉ có cách là Cẩu công tử. Con nói có lý. Có lý ạ. Thế này thì bắt buộc ông đành phải cho Bạch công tử, bây giờ gọi là Cẩu công tử. Vâng. Cắn củ giềng. Ý của ông là cho Cẩu công tử cắn củ giềng. Đúng. Cười cái gì? Đi đi. Dạ vâng, con đi. Sen ơi. Sen ăn đi. Ăn đi.
Sen ăn trước đi. Tất ăn trước đi. Để tất gấp cho Sen nhé. Sao? Phải nói là tất ướp giềng thơm thế. Sen ơi, phải công nhận rằng bì của cậu công tử giòn thật.